5 thực phẩm càng ăn xương khớp càng yếu, bỏ ngay để người khỏe mạnh. Kính chào quý cô bác và anh chị đang theo dõi video của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác và anh chị thân mến, theo đặc điểm sinh lý của cơ thể con người, sau tuổi 30, lượng canxi có trong xương sẽ bị mất dần, từ đó mà làm tăng khả năng bị mắc bệnh loãng xương. Ngoài những yếu tố sinh lý, tuổi tác thì thói quen ăn uống không điều độ cũng ảnh hưởng rất nhiều tới xương khớp. Đặc biệt, nếu cô bác và anh chị thường xuyên ăn 5 loại thực phẩm sau đây thì rất dễ khiến cơ thể giảm khả năng hấp thụ canxi, dẫn đến xương bị giòn, lão hóa nhanh, cho dù có uống nhiều sữa, bổ sung cũng không đủ bù đắp được lượng canxi đã mất. Như vậy, khả năng loãng xương sẽ ngày càng lớn. Loại thực phẩm thứ nhất, cà muối, dưa muối. Trong thành phần của các loại thực phẩm như cà muối, dưa muối luôn có chứa rất nhiều muối nên dễ gây ra căn bệnh loãng xương cho con người. Mặc dù những thực phẩm này khi ăn cùng cơm sẽ rất đưa cơm, kích thích vị giác và tiêu hóa, nhưng nếu cô bác và anh chị ăn nhiều sẽ làm cản trở tới quá trình hấp thu canxi trong cơ thể, gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Đồng thời, nếu cô bác và anh chị ăn nhiều dưa muối, cà muối còn dễ gây ra căn bệnh tim mạch và cao huyết áp rất nguy hiểm. Do đó, các chuyên gia sức khỏe đã khuyên rằng cô bác và anh chị chỉ nên ăn 2 bữa dưa muối hay cà muối mỗi tuần và cũng cần lưu ý là không nên ăn quá nhiều trong một bữa. Ngoài ra, để bảo vệ xương khớp thì bên cạnh cà muối, dưa muối, cô bác và anh chị cũng nên hạn chế ăn một số loại thực phẩm chứa nhiều natri như bột ngọt, xì dầu, giấm, thịt mỡ. Loại thực phẩm thứ hai, thực phẩm chế biến sẵn. Trong thành phần dinh dưỡng của những đồ ăn chế biến sẵn như xúc xích, lạp xưởng, thịt nguội thường có hàm lượng muối rất cao. Do đó, thói quen ăn thực phẩm chế biến sẵn sẽ khiến xương và răng của cô bác, anh chị bị yếu đi rất nhiều. Nguyên nhân là do khi tiêu thụ một lượng lớn muối vào cơ thể, thận phải làm việc quá sức và tiêu hao ra quá nhiều canxi, từ đó dẫn đến tình trạng chúng ta ngày càng dễ bị loãng xương, vỡ xương. Chính vì vậy, để có một hệ xương khớp chắc khỏe thì cô bác và anh chị nên hạn chế ăn những loại thực phẩm chứa nhiều muối, đặc biệt là đồ ăn sẵn để bảo vệ sức khỏe. Thứ ba, đó là các loại bánh kẹo và nước ngọt. Cũng giống như muối, những thực phẩm chứa nhiều đường rất dễ khiến chúng ta bị mắc chứng loãng xương. Nguyên nhân là do sau khi hấp thụ vào cơ thể, đường sẽ trải qua phản ứng đường hóa, không chỉ gây lão hóa da như sạm nám, nhăn da, khô da mà còn làm cản trở quá trình hấp thụ canxi và làm cạn kiệt phốt pho trong cơ thể. Do đó, thói quen ăn đồ ngọt thường xuyên rất dễ khiến cho cô bác và anh chị bị các bệnh về xương khớp, đặc biệt là loãng xương. Đồng thời, các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho biết những thực phẩm không ngọt nhưng lại có hàm lượng carbohydrate cao như bánh mì trắng, bánh quy giòn hay khoai tây chiên cũng sẽ gây bất lợi cho quá trình hấp thụ canxi của cơ thể. Lượng đường trong cơ thể càng cao thì quá trình tiêu hao canxi càng nhanh. Chính vì vậy, cô bác và anh chị không nên ăn nhiều bánh ngọt, nước ngọt cũng như các loại đồ ăn giàu tinh bột để không gây ảnh hưởng đến xương khớp nhé. Thứ tư, uống nhiều cà phê. Cà phê là thực phẩm chứa caffeine nên có khả năng kích thích não bộ hoạt động, nhờ đó giúp chúng ta tỉnh táo và minh mẫn hơn. Tuy nhiên, nếu cô bác và anh chị uống nhiều cà phê sẽ khiến canxi trong cơ thể bị tiêu hao quá mức, gây nên tình trạng loãng xương không tốt cho sức khỏe. Nguyên nhân là do thành phần caffeine trong cà phê có thể làm tan canxi trong xương, từ đó làm xương yếu đi. Do đó, chúng ta nên uống một lượng vừa đủ cà phê mỗi ngày, tức là không quá 3-5 tách mỗi ngày để tránh bị mắc chứng loãng xương hay gãy xương. Còn với những người có tiền sử bị loãng xương, mắc bệnh xương khớp thì tốt nhất là không nên uống cà phê. Thứ năm, uống trà đặc. Trà chỉ có lợi đối với sức khỏe khi là trà nhạt, được pha loãng vừa phải. Còn khi mà cô bác, anh chị thường xuyên pha đặc với lượng trà quá nhiều thì các chất có trong trà cũng sẽ cản trở cơ thể hấp thụ canxi. Đồng thời, nó còn có thể làm tiêu hao bớt lượng canxi trong xương nữa. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, nếu cô bác và anh chị cứ giữ thói quen uống trà đặc mỗi ngày thì đừng bảo sao mình mới ngoài 40 tuổi mà đã loãng xương, lưng, đầu gối còn hay bị đau ê ẩm. Do đó, tốt nhất là cô bác và anh chị hãy tập thói quen uống trà loãng hơn để vừa có lợi cho sức khỏe, vừa giúp bảo vệ xương khớp chắc khỏe nhé. Ai cũng nghĩ chỉ trứng sữa mới giàu canxi, nhưng bốn loại rau này tốt cho xương khớp gấp đôi, nhiều người bỏ qua. Kính thưa quý cô bác và anh chị thân mến,
Đau nhức xương khớp là căn bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như sinh hoạt của mỗi người. Không chỉ ở người già, hiện nay ngày càng có nhiều người trẻ tuổi bị mắc bệnh xương khớp. Do đó, ngay từ bây giờ, cô bác và anh chị cần chú trọng nhiều hơn nữa vào thói quen ăn uống hàng ngày để kịp thời bổ sung đủ lượng canxi cần thiết cho cơ thể, từ đó ngăn ngừa tình trạng loãng xương hiệu quả, an toàn hơn. Khi nói đến nguồn bổ sung canxi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc uống sữa hoặc ăn hải sản mà không biết rằng cũng có rất nhiều loại rau tốt cho xương khớp vì chứa nhiều canxi, nhất là 5 loại rau sau đây. Thứ nhất, rau cải bẹ. Rau cải bẹ là loại rau có nhiều vào mùa đông và giá cả thì tương đối là rẻ. Đây là loại rau có vị giòn, ngọt, rất giàu dinh dưỡng như vitamin A, vitamin B, vitamin C và đặc biệt là giàu vitamin D. Mà vitamin D lại chính là chất giúp cơ thể hấp thụ được nhiều canxi hơn, nhờ đó mà giúp cơ thể ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp. Bên cạnh đó, rau cải bẹ còn chứa hàm lượng canxi rất cao, đồng thời cải bẹ còn giúp bổ sung lượng lớn vitamin K cho cơ thể, mà vitamin K lại là loại vitamin chính liên quan đến quá trình khoáng hóa xương, đông máu. Một số nghiên cứu còn cho thấy, vitamin K có khả năng tăng cường các loại protein để duy trì sự ổn định nồng độ canxi trong xương, nhờ đó giúp ngăn ngừa quá trình thoái hóa xương và hạn chế nguy cơ mắc bệnh loãng xương. Đồng thời, rau cải bẹ còn có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, làm tăng cường trao đổi chất, giúp cô bác và anh chị giảm cân, giữ gìn được vóc dáng như ý. Thứ hai, đó là củ cải xanh. Các chuyên gia dinh dưỡng luôn ví củ cải xanh như là nhân sâm mùa đông, do loại củ cải này có rất nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe của con người. Không chỉ chứa nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho dạ dày, giúp kích thích tiêu hóa, mà củ cải xanh còn chứa hàm lượng canxi rất cao, thậm chí cao hơn cả sữa. Trung bình, hàm lượng canxi có trong mỗi gram củ cải cao hơn bất kỳ loại trái cây hoặc rau củ nào, thậm chí còn cao gấp 3 lần sữa. Ngoài ra, củ cải còn có chứa rất nhiều chất sắt, magie, phosphor, kali, kẽm, rất có lợi cho sức khỏe tổng thể của cơ thể. Do đó, cô bác và anh chị nên bổ sung củ cải vào thực đơn hàng ngày của mình. Có khá nhiều cách chế biến củ cải mà cô bác, anh chị có thể tham khảo để đổi khẩu vị, như là dùng củ cải làm bánh bao, xào, nấu canh hoặc làm salad. Thứ ba, giá đỗ. Ngoài các dưỡng chất quý giá cho sức khỏe như vitamin B2, B6, E, C, PP, giá đỗ còn chứa hai hợp chất quan trọng có tác dụng xây dựng hệ xương khớp chắc khỏe là phytoestrogen và isoflavon. Ngoài ra, hai hợp chất này còn có tác dụng làm giảm tỷ lệ hao mòn xương, giúp bảo vệ và ngăn ngừa thoái hóa xương, đồng thời chúng còn có tác dụng kích thích hình thành các tế bào tạo xương, giúp cho xương ngày càng chắc khỏe. Do đó, cô bác và anh chị nên chú ý bổ sung giá đỗ vào bữa ăn hàng ngày để vừa tốt cho xương khớp, vừa tốt cho sức khỏe tổng thể của bản thân và gia đình nhé. Thứ tư, đó là tảo bẹ. Rau tảo bẹ là loại thực phẩm có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng lành mạnh, có lợi cho sức khỏe của con người và thậm chí còn có thể ngăn ngừa nhiều loại bệnh tật. Các nhà nghiên cứu cho biết, rau tảo bẹ là một trong những nguồn thực phẩm tự nhiên tốt, chứa nhiều iốt nhất, mà iốt lại chính là một thành phần quan trọng sản xuất ra hormone tuyến giáp. Đặc biệt, loại rau này còn có chứa hàm lượng canxi rất cao khi tươi, thậm chí là cao gấp đôi so với sữa. Do đó, việc ăn rau tảo bẹ hàng ngày cũng sẽ hỗ trợ bảo vệ xương khớp cũng như ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh xương khớp vô cùng hiệu quả. Vì vậy, nếu như cô bác và anh chị muốn bổ sung canxi cho bản thân và cả gia đình của mình thì đừng bỏ qua loại rau dinh dưỡng này nhé. Và thứ năm, đó là rong biển. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng canxi có trong rong biển cao gấp khoảng 7 lần so với trứng và sữa. Điển hình là rong biển có thể cung cấp đến 15% lượng canxi cần thiết cho cơ thể hàng ngày. Do đó, để tăng sự phát triển xương khớp cũng như làm ngăn ngừa loãng xương thì rong biển là thực phẩm vàng mà quý cô bác và anh chị cần ăn hàng ngày. Ngoài ra, hàm lượng magie có trong rong biển cũng rất cao nên rong biển còn được mệnh danh là kho báu của magie. Và magie cũng chính là nhân tố rất quan trọng giúp cơ thể có thể hấp thụ được nhiều canxi hơn. Vậy là video hôm nay của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ đã đem đến cho quý cô bác và anh chị rất nhiều thông tin hữu ích về việc bổ sung canxi cho cơ thể, cũng như các cách để bảo vệ và tăng cường sức khỏe xương khớp, từ đó làm nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp như loãng xương, vụn xương, gãy xương được suy giảm.
Hy vọng rằng qua video ngày hôm nay, cô bác và anh chị sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích để chăm sóc xương khớp cũng như chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác, anh chị ở những video lần sau.